Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bà Đào Hồng Lan đang đuối, bóng ma Nguyễn Thanh Long đang lẩn vẩn. Khi bà Đào Hồng Lan, một người không có chuyên môn của ngành y, nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, thì đã xuất hiện rất nhiều ý kiến bào chữa rằng bà làm công tác quản lý không cần phải là người có chuyên môn ngành y mới quản lý được. Điều này cũng không phải là không có lý khi mà không ít nhà quản lý ngành không có chuyên môn ngành đó. Cũng có giám đốc bệnh viện thì học quản lý trị kinh doanh mà không phải là bác sĩ. Thực ra thì dù làm công tác quản lý mà nếu không biết tính đặc thù của ngành cũng rất khó mà thành công. Ông Nguyễn Thanh Long là người có chuyên môn của ngành y mà đã để cho Bộ Y tế thối nát tới tột cùng. Và Nguyễn Thị Kim Tiến cũng không khá hơn. Tuy nhiên, đấy có phải là nguyên nhân là người có chuyên môn ngành y quản lý ngành y kém hơn người có chuyên môn quản trị hay không? Chưa chắc. Đây là hình ảnh Hà Tĩnh sai phạm mua thiết bị y tế. Mới đây, báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu lên, tỉnh Hà Tĩnh có 100% gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế bị vi phạm. Vào ngày 23 tháng 2, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về những khó khăn vướng mắc khi thực hiện nghị quyết 144 của Chính phủ. Theo đó, Bệnh viện Chợ Rẫy hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất. Đây là tiêu cực cũ từ thời ông Nguyễn Thanh Long, nhưng đến nay nó vẫn cứ lẩn vẩn hiện lên trở lại dưới thời bà Đào Hồng Lan. Như vậy là khi Bộ Y tế xảy ra tiêu cực, người ta đổ lỗi cho các nhà quản trị ngành y không có chuyên môn quản lý. Khi đổi một bà bộ trưởng có chuyên môn quản lý mà thiếu chuyên môn ngành y thì tiêu cực vẫn lặp lại. Vậy nguyên nhân là do đâu? Câu hỏi được đặt ra. Thực ra ngành y tế của Việt Nam đã bị virus tham nhũng ăn vào tận xương tận tủy từ nhiều năm nay. Vì thế không một cá nhân nào mà có thể gỡ ra cho được. Tràn lan những quan chức biển thủ làm giàu, ngày nay thầy thuốc cũng chạy đua theo xã hội, vứt bỏ lương tâm mà chạy theo đồng tiền. Tất nhiên, vẫn có những thầy thuốc chân chính, nhưng số này không nhiều. Đây là hình ảnh bệnh viện Chợ Rẫy lại có vấn đề lớn. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Bắt đầu từ Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi đây đã sản sinh ra hàng hà sa số, sâu gọc, sâu chúa, tranh nhau xà xẻo của công, tranh nhau tham ô để tư lợi vào túi riêng. Thì Bộ Y tế hay quan chức nào khác trong bộ này làm sao trạch ra khỏi quỹ đạo chung của nó? Ông Nguyễn Thanh Long học tới tiến sĩ, làm sao ông không hiểu tham ô là phạm pháp? Tham ô là vô đạo đức nhưng ông ta vẫn làm với cái kết là bị bắt giam. Với tình trạng tiêu cực từ thời Nguyễn Thanh Long hiện nay, thì điều đó cho thấy bà Đào Hồng Lan bây giờ đang đuối trước nhiệm vụ mới. Còn nhớ khi mới về làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đã kéo ông Phạm Minh Chính vào gỡ các nút thắt thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Lúc đầu bà làm như thế cũng là dễ hiểu, phần thì bà mới về, phần bà cần tìm hiểu thêm một số tính đặc thù của ngành y để mà nắm bắt. Tuy nhiên đến nay là thời gian đã đủ lâu để bà Đào Hồng Lan phải tự giải quyết vấn đề của mình. Bộ Y tế là một cái cạm bẫy rất lớn, nó nghiền nát bất kỳ một bộ trưởng nào bởi những vấn đề của nó là căn bệnh ung thư khó chữa. Không thể nào lành cho được. Cho dù có đưa đến chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, một nhà quản trị đại tài thì e là người đó vẫn không thể làm gì được dưới sự thối nát của chế độ. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Làm bí thư tỉnh là làm vua một địa phương. Bên dưới có nhiều quản lý, đầu ngành, họ thay mặt lãnh đạo tỉnh để điều hành. Nếu tốt thì lãnh đạo hưởng tiếng thơm, nếu không tốt thì lãnh đạo có thể có lỗi. Trong khi đó, quản lý ngành y trên cả một lãnh thổ rộng lớn của Việt Nam, nó quá lớn để mà có thể quản lý, nó quá khó đối với một tay ngang như bà Đào Hồng Lan. Nắm Bộ Y tế là chấp nhận rủi ro, giáng đến hết nhiệm kỳ thì có thể nói rằng như thế đã là quá thành công với bà Đào Hồng Lan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin bà Đào Hồng Lan đang đuối, bóng ma Nguyễn Thanh Long đang lẩn vẩn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm
kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hung thần tòa án Nguyễn Hòa Bình bị đỉ, đang muốn làm loạn. Ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình và Bộ Chính trị với hy vọng kiếm cho mình một miếng bánh trong mâm quyền lực của nhóm 18 ông vua tập thể này. Sau khi vào được Bộ Chính trị, Nguyễn Hòa Bình có tham vọng thay Trương Hòa Bình ngồi với chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, bởi Trương Hòa Bình bị đá văng khỏi Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Trương Hòa Bình vẫn lì lợm bám ghế làm ông Nguyễn Hòa Bình mất cơ hội. Trò chơi chính trị là cần phải tận dụng thời cơ. Khi thời cơ qua rồi, cơ hội cho Nguyễn Hòa Bình cũng qua đi. Khi ông Trương Hòa Bình bị buộc phải rút lui, thì khi đó người gần chiếc ghế của Trương Hòa Bình đã chám vào luôn. Đó là ông Phạm Bình Minh. Lúc đó, ông Minh đang là Ủy viên Bộ Chính trị và cũng đã làm Phó Thủ tướng. Cơ hội của Nguyễn Hòa Bình đã bị kẻ khác chiếm mất. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị đang bị đì trên chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Cơ hội đến với Nguyễn Hòa Bình gần nhất khi mà Phạm Bình Minh bị kỷ luật mất chức. Ông Nguyễn Hòa Bình với chức Ủy viên Bộ Chính trị là hợp lý nhất để chám vào. Tuy nhiên, lần này ông Trần Lưu Quang, một Ủy viên Trung ương Đảng, lại chám ngay. Bị một Ủy viên Trung ương Đảng giật mất cơ hội thì quả là rất đau cho Nguyễn Hòa Bình. Theo đánh giá của một cây bút am hiểu về tình hình nội chính, Nguyễn Hòa Bình là mẫu người thượng đội hạ đảng. Ông này sẵn sàng bán rẻ lương tâm để làm bất cứ điều gì miễn là đạt được mục đích chính trị cho mình. Vụ án Hồ Duy Hải đã làm rõ bản chất của ông này khi ông ta cố ép chết Hồ Duy Hải bất chấp những vật chứng được xác định là do cơ quan điều tra ra ngoài chợ mua về, rồi ghép tội cho ông Hải. Vụ ép chết Hồ Duy Hải là cách xử án đổ vấy tội lên người dân thấp cổ bé họng nhằm bảo vệ sự hung thủ thật sự, được cho là con cháu của một thế lực chính trị rất lớn tại miền Nam. Nếu nói vụ bắt cóc người ở Berlin tạo nên thương hiệu cho ông Tô Lâm, thì vụ xử ông Hồ Duy Hải tạo nên thương hiệu cho Nguyễn Hòa Bình. Có bạn đọc cho nhận xét rằng Nguyễn Hòa Bình là hung thần tòa án, chưa thấy ông quan tòa nào trắng trợn như ông Nguyễn Hòa Bình cả. Đây là hình ảnh xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải là vết nhơ của ngành tư pháp Việt Nam. Tuy ông Nguyễn Hòa Bình làm mọi cách vì mục đích chính trị, kể cả trắng trợn dẫm đạp lên cán cân công lý, tuy nhiên ông này không đạt được ý đồ như kỳ vọng đặt ra. Là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng đã bị đì ở chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chứ không được bố trí công việc tương xứng. Rất nhiều cơ hội để nhắm chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực nhưng không hề được tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người tinh đời, những kẻ tàn nhẫn với người dân, áp bức cấp dưới và nịnh nọt cấp trên lộ liễu, ông không tin mấy. Có thể ông dùng nhưng không tin. Nguyễn Hòa Bình là một người như thế, ông bị cho là người có thể dùng, thận trọng nhưng không thể trao trong này quyền lực quá lớn, và đó có thể là nguyên nhân Nguyễn Hòa Bình cứ bị đì ở chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, mặc dù ông ta là Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình bày thêm trò mới. Được biết vào ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ cho tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp, hợp mục đích là dẹp bỏ Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, đổi lại là mô hình phân cấp khác, đó là Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự. Khi đổi lại còn Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân phúc thẩm và Tòa án Nhân dân sơ thẩm. Tòa án Nhân dân sơ thẩm chuyên biệt và Tòa án quân sự nữa. Việc thay đổi này được cho là tạo điều kiện cho các tòa án cấp dưới từ địa phương này với tay sang địa phương khác để xử tội. Điều đó có nghĩa là một số tòa án tại địa phương sẽ được phép lộng hành. Thực tế điều này đã diễn ra khi cựu chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh Bình Dương bị kéo ra tận Hà Nội để xét xử. Hay mới đây, cựu chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh Đồng Nai dính vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng bị lôi ra Hà Nội để xử. Ông Nguyễn Hòa Bình đang muốn làm ngành tư pháp loạn lên thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin hung thần tòa án Nguyễn Hòa Bình bị đì, đang muốn làm loạn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de